Simethicone nó có phải là thuốc điều trị đau dạ dày, dày hay không? Để sử dụng một cách hiệu quả thì EGTV chia sẻ đến các bạn cách sử dụng thuốc Simethicone một cách tối ưu nhất. Simethicone là loại thuốc chống đầy hơi, có nhiều dạng dùng, trong đó có dạng viên nén, viên nhai 40, 80 và 120mg. Ví dụ biệt dược rất nổi tiếng đó là RX. Ngoài ra Simethicone thường kết hợp với thuốc Antacid để hỗ trợ giảm chứng đau dạ dày, dày như là Cremuet, Botogel, Varogel hay Simeticon còn kết hợp với thuốc chống co thắt để giảm triệu chứng đau hoàng bụng, đầy hơi, da đường ruột như là Neostomach hay Simeticon kết hợp với thuốc chống nôn như là Mutesiumem Còn nữa, Simeticon còn kết hợp với một số men tiêu hóa như là Neopeptin, Dizio Simeticon là hỗn hợp Bolide, silosan và Silicon Dioxide có tác dụng chống tạo bọt simethicone làm giảm sức căng bờ mặt của các bọt khí làm vỡ hoặc kết tụ chúng lại và tông chúng ra ngoài nhờ đó có tác dụng là chống đầy hơi nên thường được chỉ định ở một số bệnh lý vờ dạ dày, dày cũng như là đường ruột miễn sao là có các triệu chứng đình bụng đầy hơi khó tiêu ở dạ dày, dày cơ kể là bị nấc cục thì vẫn có thể sử dụng simethicone. đinh bụng đầy hơi khó tiêu ở đường ruột khiến bệnh nhân bí trung tiện hay còn gọi là xì hơi vẫn có thể sử dụng simethicone. Vợ liệu dùng của simethicone đối với người lớn thì có thể dùng 120 mg cho một lần và ngày có thể dùng đến 4 lần. Trẻ từ 2 tuổi cho đến 12 tuổi thì dùng 40 cho đến 80 mg tùy theo độ tuổi, dùng mỗi lần một viên và ngày có thể dùng đến 4 lần. Trẻ em dưới 2 tuổi thì dùng 20 mg cho một lần và ngày có thể dùng đến 4 lần nếu cần thiết. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi sử dụng simethicone. Thứ nhất, vì thuốc có tác dụng là chống đầy hơi, chống các bọt khí nên thường được sử dụng sau mỗi bữa ăn, cách nhau 30 cho đến 1 giờ, sáng, trưa, chiều và tối thì mới đạt hiệu quả tối đa. Thứ hai, phụ nữ mang thai và phụ nữ cho công bú vẫn có thể sử dụng simethicone nhưng cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng thuốc. Thứ ba, dạng viên nén nhai thì cần phải nhai kỹ trước khi nuốt để có độ hiệu quả tốt hơn còn dạng dung dịch thì cần phải lắc đều trước khi sử dụng thuốc. Ok, video hôm nay Y nói đến đây thôi. Đừng quên like và đăng ký kênh theo dõi. Để học bán thuốc tây Ebercer thì các bạn có thể qua website ytv.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.